SBTN Television presents Teen Voice 2023, a thrilling vocal competition for talented young singers between the ages of 13 and 19. First prize $3,000 cash, second prize $1,500 cash, and third prize $500 cash. Registration ends August 31st, 2023. Visit our website at www.sbtn.tv to download the Teen Voice 2023 application form. Email your vocal audio clip and application to teenvoice at sbtn.tv. Join us for an unforgettable experience and show us your talent. hài kịch Còn một ngày để sống do đoàn kịch Trần Hùng Entertainment trình diễn vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật ngày 2 tháng 7 năm 2023. Còn một ngày để sống một vợ chính kịch tâm lý, tình cảm, lột trần tư tưởng và nhân sinh quan nhiều tầng lớp trong xã hội. Đặt chỗ ngồi hoặc bảo trợ chương trình xin liên lạc SPTN 714 636 1121 hoặc Trần Hùng Entertainment 832 8637716 7716. Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với đội Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được là truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai đến sáu từ 8 giờ sáng, 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ ba 27 tháng 6 năm 2023. Và thưa quý vị, hôm nay anh Long có việc bận cho nên là vắng mặt. Ngày mai sẽ trở lại, mong quý vị thông cảm thưa quý vị tình hình tại bên nga à, có vẻ có những dấu hiệu ổn định nhưng mà cũng có những cái bất biến trong những ngày tới hiện nay chưa biết là sao nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay à, ông tổng thống Vladimir Putin đã có một cuộc họp với các giới chức an ninh hàng đầu của ông à, mở đầu cuộc họp ông nói là chúng ta tập trung ở đây à, tôi muốn cảm ơn quý vị à, trong những công việc mà làm trong những ngày qua đặc biệt là thảo luận về tình hình hiện nay À, và nói về những cái công việc mà chúng ta đang đối diện sau khi phân tích các sự kiện mà đã xảy ra ở đất nước này bây giờ chúng ta bắt đầu và trên mình quý vị thấy là trong số những người họp có bộ trưởng tư pháp igor kasnov à, người đứng đầu của cái gọi là văn phòng của điện kremlin đó là anton vino bộ trưởng nội vụ vladimir kolovostev À, giám đốc à, à, cơ quan an ninh FSB là ông Alexander Bogdikov, rồi người đứng đầu vệ binh quốc gia đó là ông Viktor Zolotov, người đứng đầu cơ quan bảo vệ à, liên bang đó là Dmitry Koznetsov và người đứng đầu các ủy ban điều tra Alexander Baschikin và có cả luôn cả bộ trưởng quốc phòng của Nga là ông Sergei Shoigu người mà một trong hai cái người mà bị à, ông à, Prigozhin, tức là cái người đứng đầu nhóm Wagner trong những ngày qua à, đòi xuất phế và cho nên mới xảy ra cái vụ nội loạn. Thì à, không biết là họp họp cái nội dung gì nhưng mà rõ ràng đây là những nhân vật mà liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh nội địa của Nga và người ta nghĩ rằng có thể trong những ngày tới ông Putin sẽ tung những đòn phản công đối với cái nhóm mà Wagner là nhóm đánh thuê mà ông cho rằng đã gây bạo loạn trong những ngày qua. Rồi. À, ngày hôm qua thì ông putin cũng đưa ra một cái video trong đó ông cũng lên án cái hành động mà gọi là nổi loạn nhưng ông cũng cảm ơn những cái người mà trong nhóm wagner cũng như chỉ huy nhóm này là đã coi như là biết dừng lại để tránh một cuộc đổ máu và ông nói là ông hứa là sẽ để cho các chiến binh của nhóm Wagner được uh, trở qua bên Belarus hoặc là về nhà hoặc tham gia quân đội tùy theo ý họ muốn. là một là đi qua bên Belarus sống lưu vong, hai là về nhà, ba là ký hợp đồng với lại bộ quốc phòng của Nga. Nhưng mà ông không hề nhắc tới cái người đứng đầu của nhóm Wagner và là người bạn của ông luôn đó là ông Yevgeny Prigozhin ông này thì là cái người đứng đầu cái vụ mà nổi loạn hôm thứ bảy vừa rồi thì đó là cái uh, cuộc họp sáng ngày hôm nay cũng như là ông uh, putin đưa ra cái uh, thông báo ngày hôm qua và sáng hôm nay thì bên nga cũng cho biết là họ đang chuẩn bị các lực lượng an ninh và lực lượng quốc phòng và họ nói rằng là những cái người mà trong nhóm wagner bây giờ bắt đầu phải nộp vũ khí của họ, Đó. điều này nó cho thấy rằng là ông Putin đang có ý định giải tán cái nhóm này, bây giờ yêu cầu phải nộp vũ khí trong những ngày tới, Đó. thì nếu mà cái điều này mà nó thực hiện được, tức là ông ông Putin đã lệnh rồi, thì đây sẽ là một cái thay đổi rất lớn trong vấn đề an ninh của Nga sau cái vụ mà nổi loạn hôm thứ bảy vừa rồi và bây giờ thì cái nhóm mà gọi là vệ binh quốc gia của Nga đó sẽ phụ trách cái việc mà lấy lại những chiếc xe tăng, những cái dàn đại bác mà tầm xa. Đó là theo cái ông Victor Zolotov là chỉ huy của lực lượng này nói như thế. Có nghĩa là bây giờ các anh phải nộp lại chúng tôi, tức là trước đây chúng tôi đưa cho các anh cái loại vũ khí lại này để các anh đánh nhau bên Ukraine. Thì bây giờ các anh phải nộp lại. Bởi vì các anh là đi qua bên lưu vong ở bên Belarus rồi ông Prigozhin cũng qua Belarus rồi còn anh nào muốn tham gia quân đội nga thì vô thì đâu còn sở hữu những vũ khí này nữa, đúng không? Rồi anh nào về nhà thì về đó ý họ là như vậy. Riêng cái ông mà Prigozhin tức là người đứng đầu nhóm Wagner thì thưa vị thấy trên màn hình đó là nó chiếu cái hình cái chiếc máy bay cái đường bay là bay từ Rostov bay qua Belarus. Đó. Theo như tin tức những người mà thân cận với ông cho biết là ông đã bay qua belarus đó. và đó cũng được cái điều này cũng được ông tổng thống alexander lukashenko của belarus xác nhận à, và sáng ngày hôm nay thì coi như ông rời cái phi trường đó tuy nhiên cái uh, sự thực ông có trên chiếc máy bay này không cho đến giờ phút này thì chưa ai xác định được chưa ai xác định được mặc dù ông tổng thống lukashenko bảo đến rồi đó nhưng mà không ai thấy hình ảnh gì cả và thậm chí là bây giờ người ta không biết ông prigozhin ở đâu luôn nếu mà nói chính xác là như vậy đó hình như cái chiếc máy bay người ta thấy bay như vậy đó ông ở phi trường Rostov đó nhưng mà ông có lên hay không người ta chở ông đi không thì chúng ta không biết thì uh, bây giờ lực lượng cái nhóm của ông đó từ giờ đến ngày 1 tháng 7 là phải uh, tham gia bị coi như tham gia vào quân đội đó và những cái nhóm này coi như bị giải tán và bây giờ những cái uh, khu vực những cái doanh trại mà ở những người này vẫn còn ở đóng những doanh trại bên vùng Luhansk là cái vùng mà đang bị Nga chiếm đóng của Ukraine thì uh, họ sẽ có đi qua bên Belarus đó là theo lời ông Lukashenko nói như thế hiện nay thì bên Belarus đã xây sẵn đã làm sẵn một cái trại có thể có tới 1.200 người ở đó tức là có 1.200 cái giường nhưng mà cái nhóm này bây giờ đó tổng cộng đó là 25.000 người mà vừa rồi đó là họ tham gia cái uh, binh biến ở tại nga khoảng 8 ngàn người, thì bây giờ không biết con số này 8 ngàn người này họ sẽ di chuyển như thế nào, uh, di chuyển bằng máy bay hay bằng xe là bởi vì thứ vị ở rostov, bây giờ họ phải trả lại vũ khí và từ rostov mà đi qua belarus thì phải đi qua cái lãnh thổ của nga chứ không thể đi qua lãnh thổ ukraine lãnh thổ ukraine thì đi chỉ được một phần nào thôi cái chỗ mà chiếm thôi chứ còn nếu mà đi qua lãnh thổ mà, mà B, Belarus đó mà đi qua lãnh thổ Ukraine thì phải đi qua cái vùng kép và vùng kép bây giờ nó do, do Ukraine kiểm soát thành ra người ta chưa biết là họ đi như thế nào tức là một câu hỏi lớn đang vẫn còn ở trước mắt và nhiều tin cho biết là có thể trong những ngày tới là những cái người mà tham gia nổi loạn là có thể sẽ bị xử mặc bởi vì ông ông Putin mặc dù ông nói như thế ông giữ lời hứa như thế nhưng mà chuyện có làm hay không thì là chúng ta không biết Đã. thì ngày hôm qua ông Putin sau khi phát biểu như vậy thì ông Prigozhin cũng đưa ra một cái đoạn thâu tiếng của ông ông phản đối cái chuyện là nói ông là nổi loạn ông bảo đây chỉ là một cái sự biểu biểu lộ thôi chứ không phải là nổi loạn phản đối thôi chứ không phải nổi loạn thì trong khi đó thì số tiền mà coi như là ông Prigozhin hiện nay đang còn giữ không biết là bao nhiêu nhưng mà theo tờ Washington cho biết đó là chính phủ của Nga đã cung cấp cho nhóm Wagner này khoảng 1 tỷ đô la, tức là khoảng 86 tỷ rúp để trả lương và bảo hiểm cho những người mà làm việc cho cái nhóm này từ tháng 5 năm 2002 đến tháng 5 năm 2003 trong một năm nó trả 1 tỷ đô la, từ tháng 5 năm 2002 đến tháng 5 năm 2003. Ngoài ra thì ông Prigozhin ông cũng có những cái doanh nghiệp của ông. Đó là kiếm cũng khoảng cỡ 80 tỷ rút tức là cũng gần 1 tỷ đô la, tám mươi 86 cái này 80 tới gần 1 tỷ đô la. Đó. Thì ông dùng cái tiền này để ông tài trợ cho quân đội của ông cái nhóm Wagner. Thì bây giờ không biết là cái số tiền này sẽ đi như, như thế nào. À, chắc chắn là quân đội Nga không Nga không tiếp tục à, coi như cung cấp số tiền này nữa. Đó là điều thứ nhất là bởi vì anh nhập một quốc phòng rồi, cái thứ hai là các doanh nghiệp của ông Prigozhin à, Trong những ngày tới liệu còn được làm ăn hay không Bởi vì ông có nhiều doanh nghiệp nhà hàng ở khắp nước Nga Và ông có những hợp đồng với lại chính phủ Nga Rất là nhiều tiền à. Thành ra người ta đang theo dõi xem cái chuyện đó đi về đâu Liệu là ông Putin có dùng cái bàn tay của ông mà Tước những hợp đồng này không của Prigozhin hay không Đó là cái chuyện mà người ta đang chờ đợi xem như thế nào Thì à, trở lại với chuyện vũ khí của nhóm Wagner 25 000 người thì trong này như tôi nói nó có cả xe tăng đại bác hệ thống hỏa tiễn phòng thủ có luôn cả máy bay luôn và họ có một cái phi trường luôn đó thì bây giờ những cái này không biết là chuyển giao như thế nào không biết họ có chuyển giao hết hay không đó là cái chuyện nhưng mà ông Lukashenko ngày hôm qua cũng nói luôn các anh qua đây các anh là lưu vong các anh sống bên này nha chứ không phải các anh nổi loạn cái mà nổi loạn đó là tôi không chịu đó là ông Lukashenko cũng cảnh cáo như thế thì không biết là ông Prigozhin cái nhóm của ông sẽ đi về đâu trong những ngày tới và xin quý vị đừng rời màn hình FBTN chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại